Những nguyên nhân nào gây ra bệnh hen sạc ở trên vịt con? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì bệnh gây ra hen sạc ở trên vịt con nó có những bệnh như là dịch tả này, hay là nấm này, nấm phổi này, hoặc là bệnh rheo virus nhé. Bệnh rheo virus bây giờ bệnh mới nó cũng gây ra biểu hiện hen sạc nhé. Rồi tiếp đó là bệnh CRD. Đấy, thì mọi người muốn điều trị dứt điểm được cái bệnh hen sạc ở trên con vịt ấy, thì mọi người phải đầu tiên là phải bắt được chuẩn xác nó là cái bệnh gì, thì mình sẽ có cái phác đồ điều trị hiệu quả. Trường hợp mà nó bị cái bệnh liên quan đến virus như kiểu leo virus hay là tả thì mình sẽ dùng kháng thể hoặc là vaccine để chữa. Còn những cái bệnh vi khuẩn như kiểu CLD hay là OLT thì mình sẽ dùng kháng sinh để chữa nhé. Còn nó liên quan đến nấm phổi ấy, thì mọi người sẽ phải dùng thuốc nấm thì điều trị mới có hiệu quả. Đấy, các bác trước khi chữa cái đàn vịt nhà mình ấy, các bác phải chẩn đoán chính xác nó là bệnh do cái nguyên nhân gì thì các bác đưa thuốc vào mới hiệu quả. Đây là những cái kiến thức kinh nghiệm thực tế của em chia sẻ. Thì mọi người nếu mà thấy video hay thì hãy cho em một nút follow kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.